Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sương mù bao phủ Hà Nội trong sáng ngày 21 tháng 1 khiến tầm nhìn bị hạn chế. Các phương tiện phải bật đèn khi lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Phản ánh của khán giả Trần Văn Minh trú tại Bạch Mai, Hà Nội. Dọc theo sông Sài Gòn xuất hiện thêm những điểm sạt lở mới do khai thác cát trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của người dân. Phản ánh của khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 và số cuối 258. Đồng ruộng bỏ hoang vì cơ sở chế biến tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường. Thực trạng trên đang diễn ra tại xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Phản ánh của khán giả Đinh Văn Hậu có số điện thoại 0942 3 số cuối 228. Những quầy tạp hóa di động trên tuyến đường Nha Trang Khánh Hòa tuy tiện lợi nhưng gây cản trở giao thông. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện từ số điện thoại 0979 3 số cuối 987. Người dân vùng cao Yên Bái còn chủ quan trong việc quản lý con em, đã tạo ra nhiều sơ hở cho tội phạm bắt cóc trẻ em thực hiện hành vi phạm tội. Phản ánh của khán giả Hoàng Hóa từ số điện thoại 0985 vào số cuối 433. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, hàng trăm sinh viên đã đổ về trường Đại học Hải Phòng để hiến máu. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Chủ nhật đỏ năm 2016. Chia sẻ của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Một vụ mùa bội thu với người trồng nha đam tại Ninh Thuận khi năng suất cao lại bán được giá. Chia sẻ của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0167 3 số cuối 589. Chuyển sang nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn, sau khi suy yếu và rút ra phía đông, khối không khí lạnh chi phối thời tiết mấy ngày vừa qua ở Bắc Bộ đã bị thay đổi tính chất, chuyển thành khối không khí ẩm khiến nhiều nơi tại khu vực phía đông bắc có mưa nhỏ. Tại Hà Nội, sáng ngày 21 tháng 1 còn có thêm sương mù, trời âm u, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Ghi nhận của khán giả Trần Văn Minh trú tại phố Bạch Mai, Hà Nội, trên tuyến phố Xã Đàn và Trần Cát Chân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ 30 phút sáng, dù không gần sông hay hồ nước, song phố Xã Đàn vẫn bị sương mù bao phủ dày đặc, kèm theo đó là mưa phùn khiến tầm nhìn tại đây bị hạn chế rất nhiều. Các tòa nhà cao tầng mờ ảo trong sương. Còn dưới đường, các phương tiện lưu thông đều phải bật đèn hỗ trợ. Đường trơn, tầm nhìn hạn chế, lại phải mặc áo mưa vướng víu nên nhiều người đi xe máy đều phải nâng cao cảnh giác để phòng sự cố. Khán giả Trần Văn Minh cho biết, thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa nhỏ tập trung chủ yếu trong buổi sáng, sau đó thì mưa giảm dần nhưng trời thì vẫn âm u. Nhiệt độ ở mức 21 độ và đây cũng là ngày được xem là ngày ấm áp cuối cùng của Hà Nội cũng như miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa mà theo dự báo của các chuyên gia là có thể xuất hiện băng tuyết ở khu vực núi cao.
Thưa quý vị, trong 8 điểm sạt lở bờ sông mới phát sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2015 đến nay, khu vực địa bàn huyện Củ Chi có đến 4 điểm tập trung gần cầu Bến Xúc. Nguyên nhân được xác định là do tình trạng bơm hút cát trái phép gây ra. Khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 báo số cuối 258 cho biết, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất của người dân ven sông. Dọc bờ sông thuộc tỉnh Bình Dương, những chiếc ghe lớn chẳng chịt đường ống dùng để hút cát nằm ngang nhiên giữa khúc sông. Thời gian qua, việc hút cát đã làm dòng sông ăn sâu vào đất liền khoảng 20 mét. Cây tràm vừa ăn trái, cứ thế trôi tuột xuống lòng sông. Những năm gần đây, do những người khai thác cát, hút cát sát bờ dẫn đến sạt lở, lòng sông cứ thế mở rộng ra hai bên, khiến nhiều người mất trắng cả vườn. Ban ngày, các ghe hút cát hoạt động cầm chừng, nhưng về đêm hoạt động nhộn nhịp. Nhiều tuyến đường khu vực ven sông cũng bị cày nát vì các xe tải chở cát quần thảo. Khán giả Vân Ngọc cho biết thêm, khi phát hiện lực lượng công an xã ra truy đuổi thì các ghe cát thường bỏ chạy về phía Bình Dương. Điều khó khăn trong công tác chống khai thác cát lậu là không có phương tiện để tuần tra đuổi bắt kịp thời. Theo chị Ngọc thì thực tế hiện nay các biện pháp chống khai thác cát trái phép không mang lại hiệu quả. Bởi vì khi các cơ quan chức năng đi kiểm tra các đối tượng thì các đối tượng thường lẩn trốn, còn lực lượng chức năng thì cũng không thể 24/24 giờ chốt chặn và tiến hành truy quét. Hơn nữa, việc kiểm tra xử phạt các trường hợp khai thác trái phép như trên chỉ là biện pháp tình thế và không đủ sức răn đe. Vì vậy, muốn giải quyết triệt để tình trạng này thì theo ý kiến chủ quan của chị Ngọc, đòi hỏi phải có đoàn liên ngành của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương chung tay xử lý. Đồng thời, các hình thức và chế tài xử phạt phải nghiêm minh hơn nữa. Xã Tân Lập là một xã kinh tế còn khá khó khăn của huyện miền núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Theo như phản ánh của khán giả Đinh Văn Hậu có số điện thoại 0942 báo số cuối 228 thì xã mới được hòa lưới điện quốc gia cách đây 10 năm và phủ sóng di động cách đây khoảng 1 năm. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trên địa bàn của hai xóm là Hạ Thành và Chủng thuộc xã này thì đã có đến 4 cơ sở chế biến tinh bột sắn và đều không đảm bảo các yếu tố về bảo vệ môi trường. Đây là những hình ảnh ghi lại tại con suối chảy qua địa bàn hai thôn nêu trên. Do nước thải từ các cơ sở chế biến tinh bột sắn xả trực tiếp ra đây, nên nước suối quanh năm có màu trắng đục như thế này. Cứ thế, nước thải theo dòng suối chảy dọc xuống vùng hạ lưu, chảy qua những vùng trồng trọt của người dân địa phương. Cây cỏ gặp phải dòng nước này đều chết, còn đồng ruộng của người dân thì buộc phải bỏ hoang. Khán giả Đinh Văn Hậu cho biết, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường thì những chiếc xe trọng tải lớn chở sắn về đây chế biến hoạt động liên tục cũng khiến cho tuyến đường tại địa phương xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lần người dân gửi phản ánh lên chính quyền xã và phòng tài nguyên môi trường huyện thì những cơ quan này chỉ về kiểm tra và phạt hành chính. Còn sau đó thì các cơ sở sản xuất vẫn tiếp tục hoạt động mà không thấy bất cứ động thái nâng cấp hay xây dựng lại dây chuyền sản xuất, cũng như xử lý hệ thống nước thải. Còn người dân thì vẫn tiếp tục phải hứng chịu ô nhiễm. Thưa quý vị, trên đây là những nội dung phản ánh chương trình đã nhận được từ khán giả Đinh Văn Hậu và người dân hai xóm Hạ Thành và Chủng của xã Tân Lập. Để có cái nhìn hai chiều về vấn đề này, chúng tôi sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Sơn và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đề nghị vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý dứt điểm nếu vi phạm. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo.
Thời gian gần đây trên các con đường của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên và thích thú khi thấy những quầy hàng tạp hóa di động xuất hiện trên đường. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Nguyễn Thị Thiện từ số điện thoại 0979 bao số cuối 987, thì ý tưởng kinh doanh này khá độc đáo và tiện lợi, tuy nhiên lại gây ảnh hưởng đến giao thông. Hình ảnh những cửa hàng tạp hóa đặt di động được kéo bởi những chiếc xe ngày càng xuất hiện nhiều trên các con đường của thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Tất cả các mặt hàng đều được chủ hàng xếp gọn trên thùng hàng. Trên các ống kính, chủ hàng còn dán chi tiết giới thiệu từng mặt hàng như ép dẻo, sửa và bán các loại mũ bảo hiểm, các loại kính mát, ổ khóa, các phụ kiện của điện thoại, băng đĩa các loại và có cả kéo dính chuột. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện thì xe thường không đỗ cố định tại một điểm mà lưu thông gần khu vực đông dân cư, các công trường xây dựng hoặc là công viên để bán hàng với mức giá bình dân cho người lao động. Những cửa hàng di động này đáp ứng được nhu cầu mua sắm tiêu dùng, giá cả lại bình dân nên được nhiều khách hàng đón nhận. Cửa hàng tạp hóa lưu động như trên có thể được xem là một sáng kiến độc đáo và tiện lợi trong việc mua bán, nhưng cũng đã vi phạm đến an toàn giao thông khi thường chở quá khổ quá tải hoặc tự chế thêm phần thùng xe để chứa hàng. Ngoài ra, việc mua bán được thực hiện dưới lòng đường cũng vi phạm trật tự đô thị. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái và một số tỉnh miền Bắc đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em với các thủ đoạn hết sức liều lĩnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Theo phản ánh của khán giả Hoàng Hóa từ số điện thoại 0985 bao số cuối 433 thì tại Yên Bái, mặc dù các ban ngành chức năng liên tục tăng cường tuần tra cảnh báo, nhưng người dân vẫn còn rất chủ quan, đặc biệt là tại vùng cao. Sau đây mời quý vị cùng đến với clip phản ánh do khán giả Hoàng Hóa đã cung cấp cho chương trình. Vợ chồng anh Trần Ngọc Tú ở thôn Trại Máng, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có hai cháu nhỏ. Cháu lớn mới 3 tuổi và cháu nhỏ chưa đầy 18 tháng. Cũng như hàng chục gia đình khác ở trong thôn, hàng ngày mỗi khi lên nương làm việc, anh chị thường gửi cháu cho ông bà trông hộ hoặc để các cháu tự chơi với nhau. Trước nỗi lo về nạn bắt cóc trẻ em, thì theo anh chị, chuyện đó chỉ xảy ra ở địa bàn thành phố, còn ở nông thôn, miền núi thì khó xảy ra. Thực tế thì trên địa bàn Yên Bái đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em. Do vậy, cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã chủ động tăng cường lực lượng xuống các địa bàn vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trước các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào người dân tộc tại các địa bàn vùng sâu vùng xa còn nhiều hạn chế, đã khiến cho tình hình tội phạm bắt cóc trẻ em đang có nhiều diễn biến phức tạp. Điểm qua một số vụ bắt cóc trên địa bàn Yên Bái gần đây phải kể đến vụ án xảy ra vào cuối năm 2014 do hai đối tượng là Đỗ Thị Tâm sinh năm 1987 và em gái là Đỗ Thị Tình sinh năm 1990 cùng trú tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm chủ mưu. Hai đối tượng này đã tự nhận mình là giáo viên dạy học tại một trường trên địa bàn huyện Trạm Tấu để xin ngủ nhờ tại một nhà dân. Sau đó lợi dụng khi mọi người đã ngủ say thì các đối tượng đã thực hiện hành vi bắt cóc cháu bé chưa đầy 5 tháng tuổi là con trai của chủ nhà. Rất may lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ và trao trả cháu bé cho gia đình an toàn. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Hoàng Hóa, khi nạn nhân bắt cóc và mua bán trẻ em ở các địa bàn miền núi đang thực sự là vấn nạn nhức nhối, là nỗi lo sợ của nhiều người dân. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng và các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt hơn nữa là bản thân mỗi người trong chính chúng ta,
hãy tự nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ con em mình. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 1 tại Trường Đại học Hải Phòng, đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã hầu hởi đăng ký hiến máu trong chương trình Chủ nhật đỏ năm 2016. Đây là sự kiện hiến máu tình nguyện thường niên được tổ chức từ năm 2009. Năm nay, chương trình diễn ra trên phạm vi 22 tỉnh thành trong cả nước, kéo dài từ ngày 17 đến 28 tháng 1. Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, góp phần hỗ trợ máu phục vụ điều trị người bệnh tại khu vực Hải Phòng và cả nước. Có mặt tại đây, khán giả Vũ Ngọc Khánh, số điện thoại 0963 bao số cuối 525 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh được ghi lại tại chương trình Chủ nhật đỏ diễn ra tại Trường Đại học Hải Phòng vào sáng ngày 21 tháng 1. Mặc dù trời mưa phùn lất phất, nhưng hàng trăm bạn trẻ đến với chương trình đã làm nóng bầu không khí, xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Trong những năm gần đây, tuy số vụ tai nạn giao thông giảm, song vẫn ở mức cao, nhiều nạn nhân có nguy cơ tử vong do thiếu máu. Dịp Tết Nguyên đán và mùa hè là hai thời điểm khan hiếm máu phục vụ điều trị. Vì vậy, chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức vào những ngày cuối năm là dịp để mọi người chung tay cứu chữa người bệnh cần máu. Mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng của nhiều người. Bên cạnh việc tổ chức cho tình nguyện viên đăng ký hiến máu, sự kiện còn hướng tới mục đích tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động hiến máu trong cả nước, thay đổi nhận thức ngại ngùng, định kiến của người dân về hiến máu. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta cần 1,8 triệu đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Đáng tiếc, tình trạng thiếu máu và bất cân bằng giữa các nhóm máu vẫn diễn ra. Ở nhiều địa phương, nhiều người dân chưa có ý thức đầy đủ nên còn e ngại hiến máu. Nhiều cơ quan trường học chưa tổ chức được hiến máu khiến cho việc tiếp nhận máu gặp nhiều khó khăn. Chủ nhật đỏ 2016 dự kiến sẽ huy động được từ 18.000 đến 20.000 đơn vị máu từ 40 điểm hiến máu tại các tỉnh, thành phố. Khán giả Ngọc Khánh cho biết thêm, đồng hành cùng sự kiện không chỉ có sinh viên các trường cao đẳng đại học trên cả nước, mà còn có sự tham gia của các hoa hậu, ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá và đông đảo người dân, cán bộ, công chức. Nhiều bạn trẻ chia sẻ thông tin về chương trình Chủ nhật đỏ cho bạn bè qua Facebook vì đây là một hoạt động rất có ích cho cộng đồng. Khoảng 1.400 đơn vị máu đã thu được thông qua hoạt động này tại Đại học Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang bước vào vụ thu hoạch cây nha đam hay còn gọi là lô hội. So với mọi năm, cây nha đam năm nay đang được thương lái và các công ty chế biến mua vào với giá cao. Nhiều hộ trồng đang hy vọng một vụ mùa bội thu khi vừa được mùa lại được giá. Ghi nhận của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0167 và số cuối 589 tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước của tỉnh này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày này trên cánh đồng trồng cây nha đam của anh Võ Trung Phi, nông dân ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước luôn tất bật bởi các đơn vị liên kết vào tận ruộng để thu mua sản phẩm. Với giá thu mua bình quân từ 1.600 đến 1.800 đồng một kg, với anh Phi thì đây là một vụ mùa bội thu kép. Cũng giống như anh Phi, nhiều nông dân tại xã Phước Vinh cũng đang rất phấn khởi khi nha đam được mùa, được giá, nhất là khi ngày Tết đang đến gần. Theo chia sẻ của khán giả Phạm Thị Duyên thì nhận thấy nha đam có nhiều đặc điểm phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương, nên vừa qua xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chuyển đổi trồng thử nghiệm 7 hectare cây nha đam tại thôn Bảo Vinh. Được biết đây là loại cây trồng cạn, dễ trồng, dễ chăm sóc, sinh trưởng và phát triển tốt ở các vùng đất có khí hậu nắng nóng nên rất phù hợp. Đồng thời, vấn đề liên kết với đơn vị thu mua đảm bảo việc hỗ trợ nông dân từ đầu ra đến đầu vào của sản phẩm được đảm bảo, nên trong quá trình trồng thử nghiệm đã tạo được niềm tin đối với người nông dân, qua đó góp phần ổn định cuộc sống.
Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Sau khi suy yếu và rút ra phía đông, khối không khí lạnh chi phối thời tiết mấy ngày vừa qua ở Bắc Bộ đã bị thay đổi tính chất, chuyển thành khối không khí ẩm, khiến sáng ngày 21 tháng 1, Hà Nội có mưa phùn và sương mù bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế. Vào giờ cao điểm sáng, các phương tiện lưu thông đã phải bật đèn để hỗ trợ. Phản ánh của khán giả Trần Văn Minh, trú tại Bạch Mai, Hà Nội. Trong 8 điểm sạt lở bờ sông mới phát sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2015 đến nay, khu vực địa bàn huyện Củ Chi có đến 4 điểm tập trung gần cầu Bến Xúc. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất của người dân ven sông. Phản ánh của khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 3 số cuối 258. Trên địa bàn hai xóm Hạ Thành và xóm Trúng thuộc xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có đến 4 cơ sở chế biến tinh bột sắn. Các cơ sở sản xuất này đều không đảm bảo các yếu tố về bảo vệ môi trường, thường xuyên xả thải trực tiếp ra suối nước tưới tiêu của người dân, khiến ruộng đồng ở đây phải bỏ hoang. Phản ánh của khán giả Đinh Văn Hậu có số điện thoại 0942 3 số cuối 228. Thời gian gần đây, trên các con đường của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên và thích thú khi thấy những quầy hàng tạp hóa di động xuất hiện trên đường. Những cửa hàng di động này đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm tiêu dùng, giá cả lại bình dân nên được nhiều khách hàng đón nhận. Tuy nhiên, việc mua bán như vậy lại đang ảnh hưởng đến giao thông. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện từ số điện thoại 0979 3 số cuối 987. Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái và một số tỉnh miền Bắc đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em với các thủ đoạn hết sức liều lĩnh đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù các ban ngành chức năng đã chủ động tăng cường lực lượng xuống các địa bàn vùng sâu vùng xa để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhưng hiệu quả vẫn không cao. Phản ánh của khán giả Hoàng Hóa từ số điện thoại 0985 3 số cuối 433. Sáng ngày 21 tháng 1, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng hàng trăm bạn trẻ đã tìm về trường Đại học Hải Phòng tham gia hiến máu. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Chủ nhật đỏ năm 2016. Chương trình cũng nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, góp phần hỗ trợ máu phục vụ điều trị người bệnh tại khu vực Hải Phòng và cả nước. Chia sẻ của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Thời điểm này, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang bước vào vụ thu hoạch cây nha đam. So với mọi năm, cây nha đam năm nay đang được thương lái của các công ty chế biến mua vào với giá cao, hứa hẹn một vụ mùa bội thu khi vừa được mùa lại vừa được giá. Chia sẻ của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0167 3 số cuối 589. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tại đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.